Hello tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay mình lấy cân 9 anh em nhé. Đấy là tiếp tục cái series huấn luyện chim nhé. Đây, đây con. Đây nè. Hiện tại là 350g anh em ơi. Nào. Thì mình kiểm tra lại nè, con này nó hảo quá. À. 351g. 351g anh em nhé. 351g. Xem thử hôm nay nó có lại không nhé. Let's go. Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Thì là ngày hôm nay, mình chào tất cả anh em nhé. Thì là ngày hôm qua mình không ra được video tại vì là cái thẻ nhớ của mình nó bị lỗi anh em ơi. Thì là ngày hôm nay mình sẽ thả free anh em nhé. Mình sẽ tìm một cái bãi nào đó mà ít người qua lại á, rồi mình sẽ thả free anh em nhé. Hiện tại thì con chim vẫn đang gầm giấy anh em ơi, vẫn đang gầm giấy. Thì mình kể cho nó, nói chung là nó xuống thì xuống, mà không xuống thì cho nó nhìn lên em nhé. Ngày hôm nay thì mình cân chim thì được 351g anh em ơi. Nói chung là hiện tại thì nó đang rất là đói anh em ạ. Hiện tại thì chim đang rất là đói. Thì mình đã lắp chuông cho nó rồi anh em nhé. Nè, lắp cái bạt chuông cho nó rồi và mình sẽ thử cho anh em xem nhé. Đó. Ví dụ mà mình thả phơi rí mà nó không xuống ấy thì có thể mình phải chờ. Nếu mà không chờ được thì phải chờ ngày mai anh em ạ. Nói chung là phải test thử anh em nhé. Nói chung là cái chi cũng phải liều thôi. Đây. Mình sẽ sẵn lên trên đây nhé. Ok anh em, thả free là ok đấy. Nói chung là mình vẫn tự tin khi con này mà hôm qua ấy, là mình cũng đã thả free rồi. Nhưng mà mình thả free ở clip ngắn thôi, thì để xem thái độ thế nào. Mà thấy ok phết đấy. Ngày hôm nay là mình có camera thì mình quay lại luôn em nhé. Con này thì tầm 350, 350g là nhầy nữa mày. Nói chung là thả free thoải mái. Hiện tại thì nó ok nhưng mà đôi khi nó chấp giờ chừng xíu tiếng biệt. Tại vì con này là mùa 2 em ấy. Mùa 2 nó khó hơn mùa 1 rất là nhiều. Mùa 1 nó rất là quẩn chủ. Mùa 2 thì nó khôn rồi em ấy. Nó khôn rồi cho nên nó không quẩn chủ đâu. Mình phải ràng buộc với nó bằng trọng lượng ấy em ạ. Đấy. Rất là ok luôn. Mình ràng buộc với nó bằng trọng lượng cho nên là anh em cứ an tâm. Có thể nó một thời điểm nào đó nó không nghe lời đâu, nhưng mà do cái trọng lượng ấy, mình ép cân cho nên là nó bắt buộc nó phải nghe lời. Hiện tại anh em mới bái có 3 phát thôi mà mồm là thở đấy anh em. Đấy, cái gì là mồm là thở rồi. Mình sẽ đưa xa ăn tiền đấy nhá. Xa ăn tiền để cho nó bái nhiều xíu. Đấy. Đấy, cho anh bái xa xa tầm này là đẹp, tầm khoảng 13m, 12-13m là đẹp. Đấy. Tầm này là đẹp. Cái chỗ mình đang đứng đây là cái chỗ một cái bãi đất hoang anh em ơi. Đấy, cho nó nghỉ xíu rồi mình sẽ cho nó nở tiền em nhé. Tiếp tục anh em nhé. Đấy. Ok, ngay. Đấy. Trời mới được. Đấy, tiếp tục anh nhá. Tiếp tục. Cái chân mày quái của mình nó bị trục trặc cái nó mày.
thừa đấy. Mình tập trở nặng em ơi, tập Phật nữa nha. Mình nó xoay người lại mà mình thấy nó bay lên đấy, mà mình phải dỡ găng ra, không thì nó vô người mất. Nguy hiểm, quả đó vẫn nguy hiểm đấy. Quả nó mình mà không nhanh thì đứa găng ra lắm, biết nó vô ở đâu rồi chứ. Tiếp tục anh em ha, tiếp tục. Nó không đầu ở cái này nữa mà nói đầu sang bên này. Hey. Đâu ta? Hey. Hey. Thế thôi. Hả? À, quẹp chân này chứ. Quẹp chân này này. Đấy. Vê, cho nó nghỉ xíu nữa. Khả năng là nó liệt đấy. Sau một thời gian nghỉ ngơi anh em, khi mà nó mà không thở nữa ấy, thì mình mới tập lại anh em nhé. Này vẫn đang thở này, khó lắm. Nếu mà đang thở này là khó tập qua tái lắm, tại vì nó đang liệt đấy, tại vì mình đang ép cân sâu ấy, cho nên là nó vẫn nghe lời nhưng mà là nó liệt. Tiếp tục mình sẽ sẵn đây nhé.
Ok anh em ơi, về anh em ơi. À, ngày hôm nay thì mình thả phơ rí nhưng mà mình đi 3 bài anh em ơi. Nói chung là một bài mình sẽ đi từng bài một, nếu bài nào mà nó ổn rồi mình đi bài khác. Nói chung là hôm nay mình đi 3 bài thì thấy thái độ con này thì vẫn kém. Nói chung là phải ép bắn người lắm ạ, phải ép bắn người. Mới bãi một xíu mà đã thở rồi này. Chứng tỏ là lâu rồi mình tập từ trên xuống nó nhẹ nhàng với nó quá. Nhẹ nhàng với nó quá cho nên là nó dày ấy. Nói chung là con chim này là phải luyện tập nhiều anh em ạ. Tập từ trên cao xuống phải nhiều. Không thể nào bỏ quá được đâu. Con này tại vì con này có một cái tật là tật quặp chân ấy. Cái tật này mình phải sửa song song với cái việc mình tập từ trên cao xuống rất là vất vả. Nói chung con chim này sẽ mất thời gian nhiều hơn những con chim bình thường đấy. Bình thường những con chim bình thường thì tầm này là mình đã vào môi và cho nó sẵn rồi đấy, sẵn bập bè rồi, nhưng mà con này vẫn chầm và có cái lỗi là lỗi quặp chân nữa. Đấy, ok em nhá, let's go, về đây.